Dạ vâng, em xin mến chào quý cô bác anh chị. Lại là em đây. Hiện tại em đang đi vào buổi sáng ngày nhằm ngày 23 Tết. Hôm nay là ngày Tết của Tết Nguyên Đán của 2024. Thì hôm nay cũng là ngày mà đưa ông Táo về trời. Thì em đang đi vào buổi sáng trên đoạn đường em vừa đi hướng quốc lộ 13 và đang đi qua bên xuống cầu là sẽ đi qua được bên Đinh Bộ Lĩnh của quận Bình Thạnh cũng như là bến xe miền Đông cũ. Thì hiện tại thì không khí cũng đang khá là hơi se lạnh. Thì cũng hôm nay cũng là 23 rồi, ngày đã cận Tết rồi quý vị, sắp cận Tết. Cái gì cũng có thấy thì đường ở đây thì lúc nào cũng đông và rất nhiều, nhưng hôm nay thì bắt đầu đã ít xe lại, chắc mọi người đã cũng về bớt một phần nào đó để chuẩn bị ăn Tết. Thì trên đoạn đường Đinh Bộ Lĩnh này thì em cũng thấy là thứ nhất là có bến xe miền Đông cũ cũng như là hiện tại thì rất là nhiều nhà xe cũng đang ra vào bến để đưa khách đi cũng như là vận chuyển hàng hóa về quê vào những ngày cận Tết. Còn ngoài là bên tay trái phải quý vị, đó là những cái cửa hàng đối diện của cổng bến xe miền Đông thì bán đa số mũ bảo hiểm cũng như là sửa điện thoại, xe và các nước mía cũng như là các quán trà sữa và các quán ăn nhanh để phục vụ cho những khách ở bến xe. Thì em chuẩn bị sắp tới ngã tư giao giữa đường Nguyễn Xí và đường Đinh Bộ Lĩnh. Thì quý vị cũng lưu ý trên đường này, nếu mà quý vị rẽ phải thì vẫn là Nguyễn Xí, cũng đi được Nguyễn Xí nhưng mà được hai chiều. Còn nếu mà quý vị rẽ trái thì bắt buộc quý vị chỉ được đi một chiều. Ở đây tình trạng thổi đi một chiều Nguyễn Xí rất là nhiều. Dạ vâng, thì em vừa tiếp tục đi thẳng qua bên ngã tư để đi tiếp tục đi vào đường Đinh Bộ Lĩnh quý vị. Hiện tại thì xe Phương Trang cũng như là các hãng xe khác đang tấp nập đưa người dân về quê ăn Tết. Thì hôm nay cũng là ngày đưa ông Táo về trời. Thì cũng có một cái tin vui thì và mỗi năm là tình trạng người dân đi chùa cũng như thả cá để cầu ông Táo cũng như là cầu chúc năm mới và ấy, thì cũng gặp rất là nhiều trường hợp bị chích điện. Thì năm nay thì cơ quan chức năng đã bố trí những cái khu mà như là sông Sài Gòn cũng như là những cái cửa sông mà gần chùa là sẽ có lực lượng chức năng canh để kiểm ngư của Sài Gòn và công an của các quận huyện ở trên bờ sẽ giám sát việc là thả cá, thì sẽ ngăn chặn cái tình trạng chích điện này. Thì đây cũng là một cái tin vui cho người và an tâm để người dân có thể đi chùa cầu phúc cũng như là đưa ông Táo về trời vào dịp năm mới này. Nhân dịp năm mới thì em cũng xin chúc quý các anh chị được nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng và thành công phát triển hơn trong năm ngoái. Dạ vâng, thì hiện tại em đang từ Đinh Bộ Lĩnh, em đã rẽ vào đường Bùi Đình Tý của Bình Thạnh quý vị. Con đường Bùi Đình Tý này cũng khá nổi tiếng của quận Bình Thạnh, hầu như người dân Bình Thạnh hay Gò Vấp nào cũng đều biết được cái đường này. Đây là buổi tối thì sẽ tập trung rất là nhiều các quán ăn như hủ tiếu Tàu, hủ tiếu khô, hủ tiếu xào giòn, cái quán cơm chay, cái quán cơm chiên. Và đặc biệt là trên con đường này là sẽ thông được rất là nhiều đường, có thể đi ra đường Phan Văn Trị cũng như là đường Lê Văn Định hoặc là ra chợ Bà Chiểu cũng rất là nhanh.